Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì anh em mình đã quay trở lại đây. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ làm một chiếc thuyền bằng tre. Đây là anh em của chúng mình đang làm nha các bạn. Chiếc thuyền bằng tre. Chiếc thuyền lần này làm rất là lớn. Không biết chừng nào mới xong được. Khi mà anh em mình làm xong thì anh em mình sẽ đi qua bên kia. Thì mình sẽ sử dụng chiếc thuyền này mà đi ra tận tới bờ bên kia hồ để anh em mình chơi ở bên đó. Tại vì hôm nay là ngày cuối tuần mà anh em mình sẽ ra ngoại một lần qua bên để xem bên nó như thế nào. Rồi ok, và bây giờ anh em mình bắt tay vô làm nha các bạn. Để các bạn một hồi nhớ theo dõi clip này để một hồi xem thành quả của anh em mình như thế nào nhé các bạn. Em vừa được cắt hình gì ạ? Đây dao ơi. Má nặng quá. Chuẩn bị 8 anh em à. Sao đâu? Qua đi về lấy kem chống nắng lên Khoa. Kem bôi trơn luôn anh. Khuyến bắt gà làm luôn. Chặt cái này luôn. Phải đi chặt chưa? Chặt một lại. Chặt mạnh ra đi. Ơi nghĩ ta xíu em ơi. Trời ơi. Đây làm sương sương xíu đây nè. Má anh em một người làm không bay người giống cũng bia như thế hả? Rồi giờ uống đi, bọn anh làm. Và bây giờ là công đoạn thổi bong bóng nha các bạn. Thổi bóng bay một hồi thả trên chiếc thuyền đó. Thì mấy em đang rất là tập trung. Đó là được một chùm đang mang ở đó. Làm gì mày? Thổi bong bóng không mà phê vậy đó hả? Má thằng này nó thổi bong bóng không mà nó phê cỡ đó rồi đó. Mày làm gì Toàn? Bóng tài quá. Bơm bong bóng là vậy. Bóng tài quá. Rồi bây giờ anh em mình làm xong chiếc bè với cả bong bóng này nghe bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đem xuống dưới nước để đi qua bờ bên kia. Đi qua bên nhậu ấy. Đó anh em mình khênh nào. Đã đây nè, bác sáu. Còn gà nướng nữa. Nè, đi. Chờ mày. Quần. Đi mày. Thất bại. Lắc cái cây kia lên, lắc cái cây lên, lắc cái cây bề trên lên. Ai da đâm lủng. Rồi. Thất bại con sức nhanh. Thất bại rồi. Cột bóng bóng xung quanh. Thằng chịu cột ấy. Trời. Rồi còn bóng trước đây. Anh chịu cột siết như tao nói vậy. Hả? Còn bóng. Lật ngược lại á. Kẹt. Còn không chắc rồi. Mình ở trên bờ nha, đừng xuống nha. Xuống không? Cái thùng, cái túi đâu rồi? Ra cầm camera này, anh nhét điện thoại vô.
coi đầu ra trước hay sao? Ok, bây giờ ơi, mình ra ngoài khơi này. Bây giờ mấy thằng này không biết bơi đi, bọn nó ở nhà các bạn ơi. Ba thằng này không biết bơi, bây giờ anh em mình bơi qua bên kia này. Rồi, tao đi bơi, mày để ý phụ tao ra ngoài kia đây cái. Cái này là cái đầu này. Bơi nhẹ nhàng thôi, sập xuống. Bơi đẹp nào. Bây giờ anh em mình sẽ bơi đi qua bên kia nha các bạn. Sao là anh em mình được có cây nào rút ở đây không rút ra được? Cây bên ngoài kia rút được không? Không, nè nó đi nè. Bơi tay thôi. Rút, bơi tay đi, bơi tay đi. Bơi tay đó, tay ok mà. Chung nha, đừng bơi không lắc gì, sập chết luôn. Thèm bơi à? Bơi được rồi đó. Bye bye. Có ai đâu? Ê, đi bộ, đi cầm bia ra sang đâu kia nhá. Lên đầu này đi. Bơi mày. Bơi mày. Bơi. Mình để cho mấy ngày bơi rồi, mình đứng mình quay được rồi các bạn. Mình đứng ưu tiên này. Dã nhờ. Nào, tập trung bơi mau mau này. Ê. Anh em cứ bình tĩnh. Không biết là chơi. Ok, không được rồi. Đây nguy hiểm rồi. Nhiệt độ nhất, nhiệt độ mai chiều mai. Ngồi xuống nó qua quá. Cái này là cái bây giờ anh em mình là tắm mưa trên sông. Còn mà trời mưa mà tắm trên lộ là người ta gọi là tắm mưa trên xa lộ. Chơi uống bia với chờ kia chơi với buồn gì á. Lạc là đậu phộng á anh, phải không? Cái này là lạc luôn rồi chứ sao mà bơi nổi. Được mà, nhiều. Cảm ơn kia đi bộ, ok. Chúng mình bơi được gần nửa đường rồi các bạn ơi. Đó các bạn thấy đó, là sắp tới đích rồi. Không bao giờ lấy cây gì để cắm để bơi cả. Bơi tay cho anh biết được. Tại vì cái này làm clip này cho vui thôi. Tại mùa hè nóng nực anh em rủ nhau ra hồ tắm cho mát nhưng mà. Thì tiện thể quay clip lên cho các bạn coi luôn. Đói. Đói hả? Mới ăn xong đói. Có đạp cái băng xuống sông gì mà tin không? Tin. Mấy em đói. Quan trọng là phải nóng à. Nào tập trung bơi vô nào. Bơi vô, nãy giờ bơi ra được mà chẳng lẽ bơi vô không được. Trời ơi, hồi nãy là anh em mình bị gió thổi trôi ra chứ có bơi được đâu. Gió nó thổi. Thổi ủa sao bơi không vô ta? Ừ, sao càng bơi nó càng thích đi ra ngoài trời. Trời ơi, nghe đây nè. Cá sẽ lòi nữa. Đừng có bơi. Hai mày đừng có bơi, đừng có bơi bên này mà. Ai bơi, anh đi bơi cho nó quay đầu quá đó. Trời ba đấy sao? Chưa đâu anh chưa nhỉ? Ừ. Mình bơi một bên đó là. Mày là lái đầu đó. Một tay em lỡ lắm xa trên đời gì đó. Hả? Gì? Đừng cứ bơi vậy đi. Nếu bơi ra được chứ nó bơi không được. Nãy giờ gió thổi trôi ra cho mình bơi. Vô nha em ơi. Được chưa? Mau vô anh ơi. Rồi. Phải. Kiểu như mới ngoài đảo vào ấy. Ok, xin chào tất cả các bạn nhá. Thì video của anh em tụi mình đến đây là kết thúc rồi nha. Thì anh em mình đã làm xong chiếc thuyền bằng tre đó.
Nhưng mà chất lượng nó như thế nào thì tất cả các bạn coi video thì cũng đã thấy rồi đó. Thì nếu các bạn thấy video này hay và vui thì bấm chia sẻ, đăng ký kênh và like giùm mình nha. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ tụi mình thử lòng can đảm của thanh niên ôm quả bóng, bơm hết cỡ. Nè 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 nè. Bự quá. Đau.